Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị ra ban đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 15 và chỉ thị số 15 của Thành ủy Hà Nội trong 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Với tinh thần chủ động sâu sát cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được tập trung giải quyết triệt đề, đạt kết quả tích cực. Trong 7 tháng đầu năm nay, tập thể thường trực huyện ủy đã trực tiếp làm việc với 21 trên 21 xã thị trấn và một số phòng ban trong huyện. Nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng do thành phố, huyện chỉ đạo. Không có tổ chức cơ sở đảng nào yếu kém, cần tập trung củng cố, không phát sinh vụ việc phức tạp tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đã tiếp 291 lượt với 344 công dân đến khiếu nại tố cáo. Tiếp nhận và xử lý 258 đơn các loại đã giải quyết 137 đơn, đạt tỷ lệ 53,1%. Còn lại 121 đơn đang trong quá trình giải quyết. Số đơn quá hạn là 37 đơn, chiếm 14%. Tuy nhiên ban chỉ đạo cũng chỉ ra một số hạn chế. Đó là một số nhiệm vụ mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu, tình hình tạm thời ổn định nhưng chưa giải quyết đến tận gốc nên vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Việc giải quyết tố cáo khiếu nại còn chậm, phải xa hạn nhiều. Về nhiệm vụ trọng tâm năm tháng cuối năm, đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, các ủy chính quyền cần làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình tại cơ sở, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo gắn với kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thực hiện nghiêm túc các kết luận của thường trực huyện ủy tại các buổi làm việc trực tiếp ở các xã thị trấn kịp thời phát hiện các cơ sở đảng có vấn đề để quan tâm theo dõi tình hình tập trung xây dựng kiện toàn đồng bộ các tổ chức chính trị xã hội tháo gỡ khó khăn qua công tác tiếp nhận đơn thư tố cáo khiếu nại nắm chắc tình hình dư luận ra soát tổng hợp theo thẩm quyền giải quyết những vấn đề dân sinh bốc xúc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn Sáng nay, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, chủ trì hội nghị tập thể lãnh đạo Ủy ban dân huyện để xem xét giải quyết một số nội dung công việc theo thẩm quyền gồm tình hình triển khai thành lập cùng công nghiệp liệp tuyết, kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch đầu tư xây dựng, dự án khu vườn sinh thái và nhà nghỉ cuối tuần tại các xã Phượng Cách, Yên Sơn. Sau khi nghe cơ quan chuyên môn báo cáo các nội dung và qua nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, thủ trưởng đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện thống nhất giữ nguyên phương án cũ về quy mô theo tổng diện tích 14,7 ha đối với cụm công nghiệp Liệp Tuyết, giao phòng quản lý đô thị huyện tham mưu Ủy ban dân huyện trả lời nhà đầu tư về việc giữ nguyên phương án cũ khi thực hiện dự án. Đối với kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch đầu tư xây dựng dự án khu vườn sinh thái và nhà nghỉ cuối tuần tại các xã Yên Sơn, Phượng Cách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị tổ kiểm tra cần thực hiện kiểm tra hồ sơ thủ tục kết hợp ý kiến của các cơ quan, kiểm tra thực tế đánh giá sai phạm ở thời điểm xây dựng, đối chiếu với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sinh thái để đánh giá đầy đủ các vi phạm. Giao hai xã Yên Sơn và Phượng Cách thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn để xử lý kịp thời vi phạm phát sinh yêu cầu chủ sử dụng đất đình chỉ toàn bộ dự án đầu tư sai quy định. Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ 9 vừa tổ chức họp đánh giá kết quả tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện và các nội dung liên quan. Đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức đại hội chủ trì hội nghị báo cáo tại hội nghị đồng chí nguyễn vũ hán giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện phó trưởng ban thường trực ban tổ chức đại hội đã thông tin về kết quả tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cấp huyện theo đó vượt qua những khó khăn thách thức về nguồn kinh phí và thời tiết Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, cơ quan thường trực của Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện đã giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất để chỉ đạo 21 trên 21 xã thị trấn tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao, đạt 100%, hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch thành phố giao. Lễ khai mạc bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở được tổ chức trang trọng, thiết thực, huy động được nhiều lực lượng quần chúng nhân dân tham gia diễu hành biểu dương lực lượng cũng như cổ vũ đại hội. Các xã thị trấn đã tổ chức thi đấu nhiều môn thể thao thế mạnh và truyền thống của từng địa phương, đúng theo quy định về số lượng môn thi đấu của Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Trong quá trình tổ chức các môn thi đấu và lễ khai mạc bế mạc Đại hội thể dục thể thao tại cơ sở được diễn ra theo đúng chương trình kịch bản của ban tổ chức, đảm bảo an toàn tiết kiệm hiệu quả, vươn cao hơn, xa hơn so với đại hội lần trước. Đại hội Thể dục Thể thao các xã thị trấn đã huy động và thu hút khoảng hơn 48.000 người, gồm các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao, các huấn luyện viên và động viên, lực lượng diễu hành biểu dương lực lượng, quần chúng nhân dân tham gia. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, là dịp biểu dương lực lượng quần chúng, quảng bá giới thiệu về lịch sử, mảnh đất con người, làng nghề trên địa bàn huyện Quốc Oai. Hơn thế nữa, đây còn là buổi sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc, khỏe để lập nghiệp và giữ nước, dân có cường thì nước mới thịnh, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Về công tác chuẩn bị đại hội thể dục thể thao cấp huyện, đồng chí giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cho biết theo kế hoạch, Đại hội thể dục thể thao huyện Quốc Oai lần thứ 9 sẽ được khai mạc và bế mạc vào ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại sân vận động của huyện. Hiện nay huyện Quốc Oai đã tổ chức được 10 trên 15 môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Các môn thi đấu tại huyện được tổ chức đảm bảo tính khoa học, bài bản, đảm bảo an toàn tiết kiệm hiệu quả. Tham gia 11 môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố, đạt được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Dự kiến lực lượng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện là hơn 2.900 người. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là các màn đồng diễn đặc sắc như tiết mục chống làng gồ xã Phượng Cách, tiết mục múa dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, bài thể dục khỏe vì nước của Hội Người Cao Tuổi, đồng diễn võ thuật, đồng diễn thể dục trường trung học cơ sở Thạch Thán và lực lượng biểu dương là các đội hình văn hóa phi vật thể của huyện như tuồng dương cốc, treo đại thành, hát dô điệp tuyết, hát ví hàm rồng, đội cồng chiêng và múa sạp của xã Phú Mãn. Hứa hẹn sẽ mang đến đại hội không khí hoành tráng, vui vẻ, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Để đại hội được tổ chức đảm bảo trọng thể, chú đáo, vui tươi, lành mạnh, có tính giáo dục cao, an toàn, tiết kiệm, Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với việc phân công nhiệm vụ để đảm bảo triển khai thực hiện phục vụ đại hội thể dục thể thao thành công. Đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp bổ sung vào kế hoạch, trong đó nhấn mạnh với việc bố trí lực lượng tham gia diễu hành, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tổ chức lễ khai mạc, đồng diễn thể dục thể thao, đảm bảo an ninh trật tự, công tác y tế, kinh phí tổ chức phát biểu kết luận hội nghị đồng chí hoàng nguyên ưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện cơ quan thường trực ban tổ chức đại hội đã giúp đỡ về mọi mặt để các xã thị trấn tổ chức thành công đại hội biểu dương các xã thị trấn đã nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở đồng chí giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tiếp thu các ý kiến của các thành viên để hoàn thiện chi tiết kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức đại hội cấp huyện, ban hành thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng thống nhất thời gian tổ chức lễ khai mạc là ngày Chủ nhật 25 tháng 9 tới. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan, các thành viên ban chỉ đạo triển khai tập trung cao công tác chuẩn bị như về huy động lực lượng tham gia diễu hành, trang phục, chuẩn bị các tiết mục đồng diễn và các nội dung quan trọng khác để đảm bảo Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 huyện Quốc Oai diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng nay, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 200 đại biểu là các đồng chí trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 23, chủ tịch, phó chủ tịch các cơ sở hội trên địa bàn. Tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của nghị quyết có đồng chí Đào Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, báo cáo viên thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết 15, gồm quan điểm mục tiêu của Bộ Chính trị đối với từng giai đoạn phát triển thủ đô Hà Nội, 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện nghị quyết, trong đó có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển thủ đô trước đó như khơi dậy ý chí khát vọng phát triển thủ đô đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế xã hội phát triển văn hóa xây dựng hà nội thực sự là trung tâm hồi tụ kết tinh văn hóa của cả nước trở thành nguồn lực phát triển mới đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết 15 năm nhằm giúp đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác gương mẫu về vị trí vai trò trong thực hiện chủ trương định hướng của Bộ Chính trị đối với thủ đô Hà Nội, qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều hôm qua, Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long, lô 14 khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 tới và huy động gần 300 người cùng nhiều phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại. Tình huống giả định là tại kho thành phẩm của công ty thuốc lá Thăng Long đã xảy ra chập điện gây cháy ngay từ khi phát hiện dấu hiệu cháy đội phòng cháy chữa cháy cơ sở lực lượng bảo vệ cơ sở đã nhanh chóng cắt điện khu vực có cháy sử dụng các trang thiết bị hiện có để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu thông báo cho mọi người biết đồng thời gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phối hợp xử lý kịp thời đám cháy việc triển khai diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp huyện có ý nghĩa rất quan trọng giúp nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ tại khu công nghiệp. Đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phương tiện tại chỗ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý khi có cháy nổ xảy ra qua đó kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các cơ quan đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện tham gia giải quyết các tình huống cháy nổ lớn. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.